sao cái vụ bự vậy? À, mình là Mết Bình Dương xin kính chào quý cô chú quý chị đang xem trên kênh YouTube của mình là Mết Bình Dương nha. Ủa vậy không lấy cây nhỏ hả anh? Không lấy cây nhỏ chứ cây bự. Không, cây này bỏ ba lô được nè. Nhưng mà mình phải có vé phần hông của Tài Hiên. Cây dụ của anh siêu to luôn. Hả? Thôi, thôi khỏi, em có bút mà. À, dù dài quá ta. Dù này là mua dù loại... Anh có dù rồi đó. Cho... Rồi. Nó giả chứ... Với mấy anh em... Bây giờ mình có bung thử không? Hay là vô trỏng mình bung? Không, mình vô trỏng cũng được. Hồi tối anh có thử rồi. Ừ. Cái này là... Tối hay chị? Cái này là 170 đúng không anh? 170 đúng không? 170 mà mua nhiều là bớt 160 đúng không? Đúng không? Đó, yeah. Bớt 160. Chị có dù dù gấp gọn không? 2, 4. Dù gấp gọn mà màu tím không á? Màu tím mà một màu à? Một màu một hàng. Rồi. Chị quên rồi, chị quên cho anh kia cây dù ngắn rồi. Vậy thì anh lấy đi rồi lúc nào đi qua đổi đi. Ờ, à, vậy là lấy nữa đổi ha. Ừ, lúc nào đi qua đổi cho em nha. Tổng là bao nhiêu chị? 1.6 hả? 3.2. 3.2. Hành nhanh như vậy, đầu máy tính mà. Trời ơi. Giờ mới thấy anh trong vòng lại phát huy hiệu quả trong việc tính toán nha. Cái gì mà mới bấm cái nhảy nút xong rồi. 160, 10 cây, 16, 20 cây, 30 cây. 30 cây, 48. Không, đầu nhảy số lẻ. 40 cây nó 6 triệu. 6 triệu. Rồi. Lấy gì trong đây? Nặng mà nặng không? Rồi bữa nào qua tặng cho cây dù nhỏ luôn chị ơi. Để em coi cái đế coi, cái đế bằng gì ta? Mình thử bằng nhựa. Không có đâu nha. Không có rồi. 200, em có 200 mà. Có, có. Đó là dấu mà. Thì hồi sáng là phát được 15 anh em. Bây giờ tiếp tục anh em nào còn sót thì mình phát tiếp. Là không có nhận. Cái này đúng là rồi. Biết dù là cận người đó luôn á, là ai đâu là cái dù nó kế bên. Với một số dù mình chừa cho khán giả riêng. Rồi, bây giờ đi. Bây giờ mình hộ tống dù xong rồi. Mình nhận dù xong, bây giờ mình hộ tống dù vô mộ của Nam. Dù tới, dù tới. Rồi, dù luôn em ơi. Cái dù của em rớt rồi bà xã. Lọc gì nữa? Ủa? Ủa, có luôn hả? Ai cũng có nữa. Ngon vậy? Đâu em đâu? Người khó khăn bao nhiêu số cũng có luôn. Sao đi vô chị Minh trước. Gì nữa? Mình ly xì cầm đi, hàng chính. Ủa? Vậy mình hàng chính mình cũng có. Bây giờ chứ mình nói 26 nè. Cũng có ly xì nha. Vui vậy. Nói chung là cho em cảm ơn cái. Cảm ơn cái vị khán giả chưa biết tên. Ba La Mặt. Ba La Mặt chúc cho khán giả. Thầy giỏ nè, thầy giỏ nè, thầy giỏ. Gia đạo gia đình được. Từ từ anh đi, từ sao? Từ từ đi. Từ từ không mắc nhiều lắm, không mắc sao sợ. Thằng Quỳnh Khang là 27. Cảm ơn anh Điêu đi. Cảm ơn anh Khang. Nói chung mà thiếu rồi sợ. Ờ, dù nữa nè, hai có chưa? Sáng em lấy cái dù nhỏ bỏ ra. Hai là YouTube nè, ekip nè. Ai mà có nhận rồi là khán giả có luôn hả? Anh có chưa? Khán giả là khán giả có Khang. Dạ. Rồi, có em luôn hả? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 300 nha. Đủ luôn, trời ơi, rồi cho em. Em làm ghi số 29 nha, nó lộn. Anh cho em biết ai để em cảm ơn được không? Bí mật. Vậy là khán giả Ba La Mật ha. Rồi cho em cảm ơn trước. Vậy là hết luôn ha. Hôm nay có chưa? Em có rồi hả? Hải có chưa em? Anh có chưa? Có rồi ha. Tiền lãi hả?
Sao bữa nay có tiền lễ vui không? Rồi phát vụ đi. Dạ. Cái vụ này dễ bung nhưng mà khó khó cắt. Dễ bung. Dễ bung. Cái vụ này tự động mà chị, bung tự động. Đúng rồi, tum quá lợi. Nhưng mà vụ đó luôn bên mình được. Còn cái dù này là dù này tuy tướng nhưng mà cái khó giấu là khó cát. Anh là nhận dù anh đem về nhận này đó. Bây giờ là tới cái lúc là phát dù nè. Phát dù là cho anh chị em nào chưa phát chưa có nhận anh ha. Bên chưa có dù đúng không anh? Bên chưa có dù đúng không? Hải Hải có dù rồi phải không? À, Hải ai nói chung ai có dù rồi thì nhường cho anh em khác. Dạo chưa có không? Anh vào chưa có. Anh vào nhường lại cái cây cho chị Nhi rồi. Bây giờ anh vào lấy. Đó. Dù này là loại dù tốt. Cái nào của anh đâu hả? Cái nào của anh đâu cái chú? Không, để em từ từ để em thử cây này coi nó yên chưa. Anh coi anh vô. Bây giờ bay không? Bây giờ bung cây hả? Bung thử đi. Đó. Nhưng mà mình phải cắt giữ nha, cái này là giữ bên mình đó chị, chứ không có để đây được đâu nha. À, cái đó là thân của đúng rồi. Giữ của mình đúng rồi. Đúng rồi, chính xác vậy luôn. Nói chung kỳ này phát á, là phải ai phát cho ai thì người đó giữ, chứ không có mà để ở đây nha, để ở đây là mất á. Bên ngoài bung được hết rồi. Vậy mình đổi cái dù đó đi. Được. Dù này cho YouTube với ekip. Rồi cho khán giả luôn nhưng mà YouTube mình cũng khổ đúng không? Chi phí đi đổ xăng đồ. Xa xôi rồi đó. Đó. Mình lên đây quay màu cậu rồi cũng tốt á, mấy cô chú nhà coi đúng không? Đúng rồi. Anh lên thôi. Hồi nãy nghe nói anh được 10 đô đúng không? Đúng rồi. 10 đô với lại 300. Mấy anh em mà được có 4 đô mà anh ta 10 đô luôn á. 10 đô. Hay hả? Tại vì lúc mà đi lại thì cô nói là hết rồi. Cô chuẩn bị 12 người thôi. Nhưng mà bây giờ con là người lại tới sau giờ cô hết. Thì có chú đi cung hả? À chào cô á. Là nói là còn không à. Được 5 đô Úc nhưng mà trước mới chú nói thôi giờ còn 10 đô Úc cho 10 đô Úc. Quá ngon ha. Bữa nay anh may mắn á. À của 170.000 à. Dạ. Một đô Úc của một đô Úc anh 150.000 à. 100 đô Úc rồi 150.000. Cho gì đây 150. Dạ tôi Mỹ không? 170 á. Nhớ chia tôi đó nha. Rồi ok. Ủa gì vậy chia hả? Không gian lát tí xíu chia rồi. Giờ đi ra cho anh em cây giữ nha chú. Rồi sao giữ làm hư là không? Cái nào? Ai ai mà làm hư là bị phạt nha. Rồi bé My có đổi dù không? Không muốn đổi dù hả? À chạy đường xa. Rồi. Chú Hành có dù chưa? Hả? Không lấy dù. À chú không lấy dù. Chị Nhi muốn lấy dù không? Chị Nhi. Ok cảm ơn nha. Chị Nhi đâu? Cái này phải không? Phát luôn. Anh trả vô con em. Hỏi à. Nhưng mà để đây cho không đem về. Không, đâu có đời nào xuống lên dù đâu. Đâu có đây là dù đâu. Sách tới đây chiều trở về đó. Quá bổ. Sao trả được? Đúng rồi là mình bảo quản. Dây sổ gì cho quá em nha. Phải được cái vụ ngắn ngắn ra để con xe luôn. Tiếp còn ai không? Còn ai không? Cây cây này 170. 170 mà bớt còn 160. Cái vụ này cũng mới lãnh hồi sáng nè. Cái kia đây.
Anh có chưa? Chưa. Hồi sáng có chưa? Chưa. Thì anh lấy đấy. Anh lấy đổi cái đó kìa. Cái nào? Đổi cái chưa? Chưa. Anh đổi cái này không? Thì khi mà anh em ai lấy là tự bảo quản thư là bỏ đi. Từng tuổi lại ha. Đó. Đúng là cô chú anh chị lỡ mà anh để quên lại là mình cũng biết là cái cây dù đó của ai đúng không? Đúng rồi. Nói chung á mình ghi về nó hay những cái á, là ví dụ như ai mà bỏ quên á là mình biết của người ta liền à. Nè bây giờ ghi tên chị lại. Dạ, chị đổi với anh Thành không? Đúng rồi. Chị gì đây? Hương. Chị Hương phải không? Bữa nay là buổi hôm nay. Hương qua đây. Em đâu có lấy đâu. Em không có lấy. Chữ nào Đồng Nai với Hương gì nè? Đồng Màu đi. Tại vì hai Hương nè. Hương QD. Hương Đồng Màu đi. Hương QD. Là Hương qua đèo á. Là em qua đường. Hương đúng rồi. Mày lấy dù cho mày. Đồng Nai. Đó là chị cái dù gì đó. Nè. Đổi xong rồi mai tôi nhìn cái dù đó. Có dù xịn hả? Mai tôi nhìn cái dù vậy. Biết là phải bảo quản rồi đến đây là có dù này. Đó không có trách nhiệm, bây giờ có trách nhiệm nữa không? Đó. Mỗi anh là phải bảo quản một cây dù. Rồi. Anh nào làm hư là tự sửa nha. Tự bỏ từ tốn cái gì chứ. Cái này cho anh Niu được nha. Anh Niu cần cái ngắn. Có cặp á thì mình đổi mấy cái dù này cho ta đi. Anh Niu có rồi. Không biết là hồi sớm mình muốn cục á. Muốn cục. Anh bỏ vô cốp á. Chứ dạy anh cử ngồi kìa anh đâu có đi được. Anh đổi vô rồi phải có bao rồi làm ăn vậy. Đúng rồi, đổi là phải còn nguyên tem cho ta mới được. Đó, đó lấy tem ra. Thành chó lấy dù nhỏ cái bỏ một cặp. Đó rồi hả? Đó cái này là anh vô về ship bỏ vô. Vậy vô nổi. Ai đâu có về ship lại. Nè để Hải ship cho coi nè. Hải là bây giờ rành rồi. Có kinh nghiệm. Đó, chuẩn bị Hải nè. Cho nó vô trước em, Cho cái cán vô em, cho nó gịch lại. Ra cái cho nó gớm nước đi. Trời nghe thấy ghê quá. Đó, chiều nay là rất là vui luôn, vừa có dù mà vừa có lọc nữa. Bữa nay là anh em ai cũng có tiền lợi hết ha. Đúng rồi. Rồi đến đây thì 15 hết Bình Dương xin phép là khép lại video này. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ 15 hết Bình Dương ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.